Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel Riding On. Kamen Rider Gacha cũng đã dần đi tới những chương cuối cùng và Rider tiếp theo trong thời đại Reiwa đã được hé lộ. Thật quá nhanh, chúng ta đã đi qua một nửa chặng đường của thời đại Reiwa. Rider thứ 6, Kamen Rider Cup. 15 giây để quảng cáo cho Ride On Shop. Hiện tại mình đang có một gian hàng trên Shopee với tên gọi Ride On Shop. Các bạn hãy gõ từ khóa này sẽ xuất hiện ngay shop mình. Hiện tại mình đang bày bán rất nhiều những sản phẩm liên quan tới Tokusatsu, bao gồm cả Kamen Rider lẫn Super Sentai. Các bạn hãy follow cũng như nhập những mã giảm giá để có được mức giá ưu đãi nhất. Giá cả vô cùng cạnh tranh. Link mình sẽ để ở phần bình luận cũng như phần mô tả video nhé. Với tên gọi của anh ấy hệt như tiếng nhai cực mạnh vào một vật thể gì đó. Và ở đây là những bọc thực phẩm kích hoạt cùng với chiếc Henshin Belt, không còn được gọi là Driver nữa, sẽ giúp anh ấy chuyển hóa thành hình dạng Kamen Rider Gap. Vật phẩm cơ bản kết hợp cùng với Henshin Belt Gap. Gói kẹo này được gọi với cái tên Bobbin Gummy Gochijo. Nó là một dạng kẹo dẻo. Khi kích hoạt cùng với Henshin Belt, nó sẽ hất tỉnh bản thể của mình, một quái vật nhỏ nằm trong viên kẹo. Sau khi xây phần tay nắm, anh sẽ chuyển hóa thành Kamen Rider Gap. Với tạo hình của những form được leak ra cũng như tạo hình là một gói kẹo không đơn thuần như dự đoán từ trước, những vật phẩm nâng cấp của Gap cũng như đề tài mà anh ấy mang lại không phải chỉ đơn giản chỉ là bánh mà còn rất nhiều thực phẩm khác, ví dụ như khoai tây chiên, marshmallow hay là sô-cô-la. Rất nhiều dạng thực phẩm đóng gói sẽ được Gap chuyển hóa trong thời gian sắp tới. Những dạng item sưu tầm là những gói thực phẩm sẽ có hình dạng cơ bản nhưng có cách bung ra khá thú vị. Với hình dạng cơ bản kẹo dẻo thì nó sẽ nhảy ra một con quái vật tách đôi hai phần của gói kẹo. Với sức mạnh của khoai tây chiên, nó sẽ mở toang cánh cửa để lộ gương mặt quái vật ở bên trong. Rất nhiều phương pháp xuất hiện của những con quái vật này từ trong gói thực phẩm sẽ là một điều vô cùng thú vị với item năm nay. Hình dạng của Henshin Belt Gap chỉ là build driver được thay đổi một số cơ chế mà thôi. Tiếp theo là về tạo hình vũ khí. Đây là một thanh gươm to, một thanh đại kiếm với hai lưỡi với tông màu chủ đạo là đen, với cán cầm được phủ lên một lớp sơn bạc. Kèm với đó là một đường ray đặc trưng trên phần thân kiếm và một nút nhấn màu hồng. Đường ray này sẽ kết hợp cùng với gói kẹo và chiếc xe đặc trưng của nó. Không phải chỉ có Rider là Gavi có được chiếc xe đặc trưng từ Kamen Rider, đến cả item của anh ấy cũng có được chiếc xe này. Nó có hình dạng là một chiếc xe máy với bánh cực lớn như một chiếc xe lăn. Có thể đây sẽ kết hợp với đường trượt từ thanh gươm sẽ tạo đòn tất sát. Tiếp đến chúng ta sẽ nói về tạo hình của Gap. Với tạo hình chính của cơ thể là màu bạc và đen, phủ lên đó là những phần giáp rải rác trên cơ thể, những tông màu đặc trưng của kẹo mà đặc biệt nhất sẽ là màu tím, vàng và xanh dương. Hai phần giáp vai khá dài, gương mặt của Gavi nhìn mình có cảm giác như đó là một con kangaroo, nhưng mô típ của anh ấy lại là mô típ kẹo dẻo. Phần gương mặt của anh ấy là một phần mặt nạ giống với Kamen Rider 01 chứ không phải là cả phần helmet giống những rider khác. Về tạo hình, mình vẫn chưa thấy có nhiều điều đặc sắc vì có tông màu hết sức đặc trưng khi phối ba màu khá lạ để tạo thành một Rider, mà đây chỉ là dạng bay form mà thôi. Điểm thú vị của Gap có lẽ sẽ là về phần khả năng liên quan tới phần kẹo dẻo sẽ giúp anh ta chống đỡ và di chuyển linh hoạt, phù hợp với một form cơ bản, cân bằng cả tấn công lẫn phòng thủ. Tiếp đến chúng ta sẽ cùng nói về những thứ thú vị hơn, đó là những form nâng cấp đầu tiên của Gap với bốn hình dạng: kẹo mút Robo, thiện xạ sô-cô-la, kiếm sĩ khoai tây chiên, cũng như tay đấm kẹo bông. Cả bốn form này đều thiết kế cực kỳ đẹp. Nó đẹp theo phương diện là kết hợp rất phù hợp với thức ăn đó. Từ việc sử dụng vũ khí cho tính hình dạng của form đều rất đặc sắc, có khả năng chuyển hóa đa dạng giống như Gavi, với một form sử dụng gươm, một form sử dụng súng, một form thiên về thể lực và một form là một cơ giáp. Điều này quá quen thuộc, nhưng điều thú vị nhất là mình vừa nói trên, nó kết hợp rất nhuần nhuyễn với lại thức ăn mà nó sở hữu. Chúng ta sẽ đi đầu tiên qua hai form cơ bản. Sô-cô-la thiện xạ. Đây là form tạo hình từ những mảnh sô-cô-la với tông màu chủ đạo là màu nâu đặc trưng, cũng giống như hình dạng cơ bản là phủ lên bộ giáp sô-cô-la với một số phần mảng sô-cô-la ở những vị trí trọng yếu, và phần áo chính là phần sô-cô-la chảy ra, rất giống với phần áo của những cowboy biển Tây. Đôi mắt vàng và những mảnh sô-cô-la tạo thành chiếc nón đặc trưng. Vũ khí chính của anh ấy là một khẩu súng với hình dạng sô-cô-la, được tạo hình là những mảnh sô-cô-la được xé ra khỏi bọc. Phần đặc sắc nhất của vũ khí này là nó có hai màu riêng biệt là sô-cô-la sữa, là sô-cô-la đen thuần túy, hay đơn giản là sô-cô-la trắng và đen. Một điều khá thú vị với những sản phẩm đồ chơi trong dạo gần đây, khi nó là một trong những sản phẩm có cả hai mặt được sơn phủ. Nếu các bạn đã từng chơi những đồ chơi liên quan tới Kamen Rider thì khá ít những sản phẩm là vũ khí có được phần sơn phủ ở cả hai bề mặt giống như sản phẩm này.
Và một điều thú vị khác, nếu phần vỏ của lớp sô-cô-la được bóc ra để lộ phần thân sô-cô-la làm thân súng, thì tại sao phần đầu của khẩu súng lại được bóc ra để tạo nên một phần gì đó khá lạ như những tảng đá? Điều đây có phải là công năng đặc biệt, cũng như là những viên đạn được bắn ra từ phần năng lượng đặc biệt này sẽ tạo nên quy lực cao hơn so với bắn những thanh sô-cô-la trực tiếp vào người kẻ thù? Sau sô-cô-la thiện xạ, chúng ta đến với khoai tây kiếm sĩ. Nói là kiếm sĩ, trên ấy xài hai vũ khí, những thanh đao, tạo hình cực kỳ thú vị của hình dạng khoai tây, khi đó là những lớp khoai tây chồng chất lên nhau để tạo lên một lớp giáp, nhìn rất giống với những lớp giáp được phủ lên từng lớp những kiếm sĩ samurai. Phần giáp nhìn có vẻ nhiều lớp hơn nhưng vẫn toát lên sự linh hoạt cũng như thiện chiến của một samurai. Hai phần vũ khí của anh ấy lại chính là hai phần thú vị nhất. Nó là một bọc khoai tây chiên được bóp lại giống với hình tượng cầm kiếm, và phần nào những miếng khoai tây chiên được tuôn ra để tạo thành hai lưỡi kiếm với những vết cắn và những lõm, tạo thành hai lưỡi kiếm vô cùng đặc sắc. Sự mỏng nhẹ và thanh thoát của những miếng khoai tây chiên sẽ là những đòn chém cực kỳ quy lực giáng vào người kẻ thù. Phần mắt đặc trưng của form này có màu vàng trùng với cả cơ thể, nhưng lại là những miếng khoai tây chiên được sắc lát theo kiểu răng cưa chứ không phải là sắc lát cơ bản giống như những mảnh giáp khác, tạo nên sự đặc trưng nhất định cho form khoai tây chiên kiếm sĩ này. Tiếp đến sẽ là form kẹo bông đấu sĩ. Với phần giáp cũng như tất cả những bộ phận được bọc bên người bằng những miếng smalo, khả năng phòng thủ và tấn công của form này có lẽ sẽ vượt trội hơn so với form cơ bản kẹo dẻo nhiều. Và nó sẽ là một tay đấm vững chắc với sức mạnh vô song. Trong đoạn đầu phim của Gavi không có quá nhiều điều để nói tới về form này, vì nó thuần túy chỉ là những lớp kẹo được chồng chất lên nhau phủ khắp cơ thể. Có lẽ phần nào đó là sự thuần túy của nó là đến từ tất cả những lớp kẹo Smalo phủ khắp người của Gavi. Bằng lớp kẹo này chỉ chưa lại phần đuôi của anh ấy là không có giáp, còn lại như một cỗ máy hủy diệt, một tay đấm thực sự. Và cuối cùng là kẹo Mood Robot, được tạo hình sặc sỡ nhất, cũng là một trong những dạng form khá phổ biến ở dạo gần đây. Với một bộ giáp từ bên ngoài và ngồi trực tiếp vào bên trong nó là Kamen Rider của chúng ta, tạo hình cũng phần nào là thú vị nhất khi nó có gương mặt riêng ở phần thân. Những phần tay và chân được tạo hình là những viên kẹo được bọc trong vỏ với sự cứng cáp và màu sắc lòe loẹt, kèm với đó là gương mặt là một miếng kẹo mút và vô cùng thú vị của Gavi. Đây sẽ là một form để giải quyết những kẻ thù khó nhằn, và sức mạnh của nó có lẽ sẽ còn vượt trội hơn cả form kẹo bông đấm bốc. Một số điểm thú vị khác của Gavi trước khi kết thúc video là ngoài việc sở hữu hình dạng chuyển đổi những rider khác, anh ấy còn có thể triệu tập vũ khí để gắn lên chân. Nếu mình không nhớ nhầm, có một rider đã từng sử dụng những cơ chế gắn vũ khí cũng như song song với việc chuyển dạng, đó là Kamen Rider 4Z, một series được công chiếu từ rất lâu trong series Kamen Rider, và lần này sẽ được tái hiện cơ chế đó, vừa có vũ khí gắn tay và chân thành những form khác để đa dạng trong việc chiến đấu. Phần nào sẽ tạo sự đặc trưng cho những form mà anh ấy chuyển dạng, chứ thay vì spam rất nhiều form nhưng chẳng có form nào thật sự ấn tượng như đoạn đầu của Commander Gacha. Quá nhiều form nhưng thật sự không có form nào để lại ấn tượng sâu sắc cả. Đó là toàn bộ những thông tin mà mình nắm được về Commander Gap. Còn một số điều thú vị, có lẽ kịch bản của Commander Gap sẽ được viết bởi một biên kịch vô cùng tài năng. Nhưng điểm yếu của vị biên kịch này với mô típ thường sẽ đơn giản, nhưng nội dung bên trong sẽ vô cùng đắt điếp. Về sau sẽ khá hụt hơi với đoạn cuối, gần như là không thể nào theo kịp đoạn đầu vì kết thúc quá đơn giản so với sự kiện mà nó muốn mô tả. Cũng như phần đánh đấm sẽ được đạo diễn bởi người đạo diễn cho Kaoru Kiss, sẽ mang lại chúng ta những trận đánh đấm vô cùng đã mắt với những góc quay mới lạ. Và đó là toàn bộ thông tin về Kaoru Coffee. Mình là Rider On, và đừng quên mình còn có một Rider On shop trên Shopee bán rất nhiều đồ chơi về Tokusatsu. Mong các bạn ủng hộ. Thanks for watching. Bye.